nó phải một chút này để tập trung quay ba cái số rồi. Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến Villa Blanche, là một dinh thự có kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19, nằm bên sườn núi lớn của thành phố Vũng Tàu. Và ở đây thì từng được dùng làm nơi nghỉ mát cho toàn quyền Đông Dương, Hoàng đế Bảo Đại và các đời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ở đây thì có hai đường đi, một đường uốn quanh chạy dưới hàng cây dành cho xe hơi lên tiền sảnh, và một đường các bạn đang thấy đi bộ qua 146 bậc tam cấp cổ xưa nằm giữa hai hàng xứ. Ngày 4 tháng 8 năm 1992, Bạch Dinh được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Ngày nay thì nó là một địa điểm tham quan của khách du lịch khi đến Vũng Tàu. Hoàng đế Minh Mạng từng cho xây dựng pháo đài Phước Thắng tại nơi đây để kiểm soát cửa biển Cần Giờ. Sau khi chiếm được quyền cai trị Đông Dương, chính quyền thực dân Pháp đã cho săn phẳng pháo đài để xây dựng dinh thự này. Đề án được chính toàn quyền Paul Doumer phê chuẩn và chính ông đặt tên cho dinh thự này là Villa Blanche, theo tên con gái của ông là bà Blanche Richard Doumer. Công trình được khởi công vào năm 1898, mãi đến năm 1902 mới hoàn thành. Tuy nhiên, Paul Doumer chưa kịp sử dụng thì phải về nước. Người kế nhiệm là Paul Piau, có lẽ mới là người đầu tiên sử dụng nó. Cựu hoàng Thành Thái, ông từng sống ở đây 10 năm, dân địa phương kính trọng ông nên còn gọi Bạch Dinh là Dinh ông thượng. Mới giờ thì đóng cửa rồi bác. Ôi trời, chết rồi. Bác cho con 5 phút nha bác. Hiện nay Bạch Dinh được dùng làm nhà bảo tàng để trưng bày kho đồ gốm thời Khang Hy vớt được từ xác tàu cổ cắm tại khu vực Hòn Cao, Côn Đảo, súng tấn công và nhiều đồ có giá trị khác. Đây là bộ tam đa phúc lộc thọ, song bình bách điểu chầu phụng, ghi niên đại khải định năm 1921, cặp ngà voi châu Phi cao 158 cm. Tầng lầu thoáng đạt dành cho việc nghỉ ngơi. Dạo quanh Bạch Dinh, du khách không khỏi ngạc nhiên về 8 bức tượng đá bán thân gắn trên một đường thẳng bao quanh ba mặt tường chính của tòa nhà. Chắc là phải để ông cắp mình quay lại rồi. Ở đây không khí rất là trong lành, vẻ đẹp kiều diễm của Bạch Dinh hòa lẫn trong thiên nhiên, cây cỏ. Và đặc biệt nhất là các bạn có thể là tận mắt thưởng ngoạn cổ vật tiêu biểu quý hiếm. Ở đây trong này có một cái hầm này. Năm 1934, Bạch Dinh được nhượng lại làm nơi nghỉ mát cho Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Bạch Dinh nằm ở phía nam, núi lớn, cao 27m so với mặt nước biển. Với phong cách kiến trúc châu Âu, nhìn ra bãi trước và được rừng cây sứ bao quanh. Bạch Dinh cao 19m, có 3 tầng, mang đậm kiến trúc kiểu Pháp thời cuối thế kỷ 19. Tầng hầm được dùng cho việc nấu nướng, tầng trệt dùng làm khánh tiết. Ai có đang chụp hình ở đây? Hôm nay mình lên hơi muộn, thành ra là không quay được chi tiết. Vậy nên mình sẽ làm lại video này một cách chi tiết hơn để các bạn có thể là hiểu rõ hơn. Năm 1916, cựu hoàng Thành Thái cùng cựu hoàng Duy Tân bị đưa đi đày ra đảo Réunion, một bán đảo nhỏ nằm trong Ấn Độ Dương.
luôn cho mình.